Hôm nay lắp trên khách con bơm ở Thủ Đức nha. Lắp trên khách con bơm mà tăng áp điện từ Adelino. Đây, Adelino. Con này là 250W ha. Dòng chạy của nó là 193. Tối đa là 37 lít trên 1 phút. Đẩy cao maximum là 30m. Ở đây đẩy cao tức là áp đẩy cao được nhiêu đó nha. Nó tống xuống thì cái lực áp khoảng chừng 30m đổ xuống là áp nó nhiêu đó. Nó khoảng 2,2 kg. Bảo hành thì 2 năm. Giá của này bên mình đang bán là 1.790.000. Bộ áp bơm nước nóng 100 độ C và ra điện tử chạy cực kỳ êm ha. Này là bơm bù áp cho bình hơi này. Cái bồn nước trên nhà xuống là đường này. Đâu có khóa mày trả lắp nằm ngang đi chứ. Nằm ngang cái vui nên đó hả? Đây, trên bồn đi xuống này. Bồn đây trong nhà. Đường nó đường nước đi lên. Mua bồn xong bồn đi xuống. Xuống sẽ qua con bơm này. Và đẩy đi xài toàn khu. Xuống này mình sẽ gắn cho thêm một cái rơ le phao điền này để xài cho bơm giếng hiện tại của là không có xài phao điền, bơm bằng tay không à. Ok, tiến hành thôi. Khu này ngập cho nên phải kê lên cao. Đáp bơm đơn giản lắm đây này, không có gì khó đâu. Cái này là đường vào này. Đường vào lúc nào nó còn thấp hơn đường hút ra ha. Đường vào ở đây, đường ra ở đây. Còn cái này là cảm biến này. Mất nước, vừa là vào một chiều là cảm biến mất nước. Còn này là để mồi nước hoặc là để xả hơi, xả khí. Bồn nếu mà bồn nước cao hơn thì không cần. Bồn nước cao hơn thì nước sẽ từ chảy qua luôn, không cần mồi. Vào sẽ gắn cái đắc co, ra đắc co, tại vì cái bộ cái khóa trên bồn nước á nó khó khóa quá với nó xa cao quá khó lên xuống, để mình sẽ gắn thêm cái khóa đây luôn ha. Những cái vật tư này là bên mình lắp, nhưng mà anh em chủ nhà á, anh em sẽ tự trả nhé hoặc đi mua về cho thợ mình làm, tại vì không có bao vật tư được, tại vì không biết cái khu vực đó lắp như nào bao được để cho nó khỏe. Ok, lắp xong rồi anh em. Đây là đầu vào sẽ gắn một cái khóa cho bạn có gì để mà khóa nước lại thôi, tại vì không phải cần phải lên trên bồn nước để trong nhà kia, không cần lên làm gì. Này vào nó co là ở đây. Đường vào của nó là răng 34 nhá, nhưng mà mình sẽ giảm về răng ống 27. Tại vì ở đây đi ống 27 thôi. Nó co đường vào đường ra ở đây. Đường ra ở đây thì bên này sẽ có một cái khóa tổng bên kia rồi ha. Bên cái khóa tổng cho nên mình không gắn ở đây nữa. Khóa đó để có gì mà kiểm tra bơm ha. Khóa lại xem được nó tắt hay không ha. Là được. Giờ sẽ đi đấu phao điện cho máy bơm giếng. Đây con bơm này điện 380 đúng không? Giờ mình sẽ đấu cái phao điện cho nó. Hiện tại nó chưa có phao điện. CB nó nằm trong kia kìa. Đi đường 88 trong kia kìa. Bây giờ gắn phao điện này, cầu đường gắn như kia. Đây thì sử dụng ngay sẵn, người ta cũng không cần công việc, đơn giản như vậy. Ok là đâu rồi, lấy lửa lên mát bên này ha, sửa mát bên này riêng. Đấu với khởi động từ đơn giản thôi. Ok em ơi. Nước lên chưa? Rồi ok. Hiện tại là máy bơm chưa chạy nha, đang chạy là có bơm giếng kìa. Cái bơm này chưa có chạy. Bơm giếng đang chạy này. Tới đây mấy mét là mình nó còn nghe tiếng nó đúng không? Con này này. Đây. Nó chạy nha. Âm thanh của nó nha. Tại vì cái máy quay hơi nhảy. Có điện chưa? Chạy chưa? Chưa có nước.
chạy rồi á, à, nước đang xuống rồi. Tại vì cái bộ này dễ chờ á. Nước ở đây nước ở đây nhiều. Đó, chạy đây đó. Chưa đủ nước ra xuống rồi mà. Được, ok. Chạy êm rồi đó, êm ru rồi.